Liên trường, quý vị quan khách, quý đồng hương và quý chiến hữu, tôi Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng phụ trách phần nghi lễ. Liên quân chào tay, chào toán quốc kỳ tiến vào vị trí hành lễ. một hai ba bốn đứng lại, đứng. Liên quân phất. Chào cờ quốc gia Việt Nam. Liên quân chào tay, chào khai quân hiệu. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. And bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof and the home of love.
là một phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Quân nhân can chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia dân tộc. Đồng bào vượt biên vượt biển đã tử nạn trong rừng sâu trên biển cả vì lý tưởng tự do. Và hơn 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ miền Nam. Và trong giây phút này, chúng ta cũng để tưởng nhớ đến các vị tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Lê Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung tá Nguyễn Văn Long cùng các quân nhân thuộc cấp đã tuấn tiết hy sinh trong ngày 30 tháng 4 để bảo vệ khí tiết của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Súng mặc niệm! Bắt! Phút mặc niệm bắt đầu! Chuẩn bị liên quân chào tay chào trước bước 1 2 3 4 liên quân phút. Phần nghi thức khai mạc đến đây chấm dứt. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Liên quân nghiêm, thao diễn nghi nghiêm, ta năng cấp tốc liên lạc với công ty mà cho chúng ta thuê ghế. Họ đang trên đường mang thêm ghế để cho quý vị có chỗ để mà ngồi. Chúng tôi xin một lần nữa gửi chân thành, gửi lời tạ lỗi đến tất cả quý vị đã phải đứng đây cả tiếng đồng hồ mà vẫn không bỏ về. Xin quý vị hãy nán lòng lại. Lát nữa đây, ban tổ chức sẽ mở cái máy sưởi lên để cho quý vị có được ấm áp và không có thể bị lạnh. Xin cảm ơn tất cả. Sau đây là một tiết mục rất đặc biệt. Xin mời ca nhạc sĩ Việt Khang lên để trình diện tất cả các đồng hương và tâm sự cùng đồng hương bằng những lời ca tiếng nhạc của mình mang đậm tính chất đấu tranh. Xin mời ca nhạc sĩ Việt Khang. Việt Khang xin chào tất cả quý ông bà cô bác các anh chị có mặt trong buổi tối hôm nay. Buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, Việt Khang cũng rất là xúc động
thì được anh Bùi Phát gọi điện và muốn Việt Khang góp tiếng hát của mình trong cái buổi lễ rất là long trọng ngày hôm nay. Việt Khang kính chúc cho tất cả quý vị có mặt ở đây được nhiều sức khỏe và chúc cho tương lai đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ sớm không còn cộng sản. Yes. Cảm ơn quý vị. Việt Nam đâu từng cơn xót xa nhìn đời người lầm than đói khổ nghèo nàn kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất mà giặc tàu ngang tàng trên quê chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào lạc ngỡ trước ngoài sân, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sống núi. Từng đoàn người đi chẳng để chi ra trẻ xâm lược trong kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ ngoài sân, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sống núi. Từng đoàn người đi chẳng để chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt. Tiếp một bài hát mà cách đây cũng 6-7 năm Việt Khang sáng tác và rồi đi tù, thì cái bài hát này ngày hôm nay nó vẫn còn đó, nó vẫn còn vọng vang ở trên quê hương Việt Nam của chúng ta, bởi vì những người yêu nước vẫn còn bị đàn áp, bị đánh đập, bị bắt bớ. Quý vị cũng biết, ngày 10 tháng 6 năm rồi, trên quê hương của chúng ta, cái dự luật đặc khu kinh tế, dự luật an ninh mạng đã khiến cho những người dân yêu nước ở các tỉnh thành đã xuống đường ôn hòa để phản đối, lại bị đánh đập, bắt bớ.
Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Anh Là Ai. Cảm ơn quý vị. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc ở ngoài sân. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau đi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay chìm bên tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau chẳng mong tôi làm người. Còn hồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoài sân. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay chìm miền thăm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau chẳng con tôi làm người. Còn buồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau chẳng con tôi làm người. Còn buồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị lãnh đạo các tinh thần và tôn giáo, kính thưa quý vị dân cử, quý vị thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn toàn thể, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương tị nạn cộng sản, quý hậu duệ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi không quên buổi đẹp thay mặt cho ban tổ chức và trung tâm điều hộp Tây Nam Hoa Kỳ và tập thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, nhân ngày Quốc khánh 30 tháng 4 là một ngày đen tối, ngày của những chiếc trực thăng cất cánh từ những sân thượng của những cao ốc
ngày của những chiếc xe tăng chạy trên đường phố Sài Gòn, ngày của những quý vị tướng lãnh và biết bao nhiêu người nữa đã theo bước chân của Trần Bình Trọng, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, vân vân lần lượt ra đi. Anh hùng tử, khí hùng nào tử. Ngày của những người cha phải xa con, vợ phải xa chồng, anh phải xa em. Của những trẻ mồ côi lạc loài trên hè phố, nước mắt rơi trên bờ biển, trong bệnh viện đấu tranh, là ngày điêu tàn 30 tháng 4, là ngày quốc kháng, quốc nạn của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta tề tựu nơi đây, trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, trời lạnh, u buồn, dựng lên những dòng lệ rơi xuống, lạnh lùng như thân xác và tâm hồn không thuộc vào nhau. 44 năm qua, mà lòng vẫn sao xuyến, vẫn bồi hồi, mà cơ thể có thể khóc được, có lẽ năm nay hình ảnh của những người dân trong nước cũng như hải ngoại xảy ra do sự lãnh đạo thiếu đạo đức, vô lương tâm, vô tài, mất nhân tính để cho đất nước điêu tàn, đại nạn, hải ngoại chia rẽ. Quê hương rách nát, ung thối, bệnh hoạn, quê hương sẽ diệt vong khi chế độ cộng sản còn tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng tất cả quý vị hiện diện ngày hôm nay rất đông đủ và quá ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi, vì thế cho nên chúng tôi không đủ ghế để cho quý vị để ngồi. Xin thành thật cáo lỗi đến quý vị và xin trân trọng kính chào quý vị. Xin vòng hoa thứ hai chuẩn bị là vòng hoa của đền thờ Đức Thánh Trần. Tiếp theo là vòng hoa đền thờ Đức Thánh Trần. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời vòng hoa của tập thể chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trung tâm Tây Nam. Tiếp theo là vòng hoa của Liên hội thuộc chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nam Cali. Xin chuẩn bị. Vòng hoa Liên hội của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Cali. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời vòng hoa của Liên ủy ban chống cộng sản và Tây Sai. Tiếp theo vòng hoa của Hội đồng Hương Phú Yên, xin chuẩn bị. Chúng tôi xin được mời vòng hoa của Hội đồng Hương Phú Yên. Tiếp theo xin mời vòng hoa của Câu lạc bộ Hùng Sử Việt Nam Cali, chuẩn bị. Chúng tôi xin mời vòng hoa Câu lạc bộ Hùng Sử Việt Nam California lên khán đài. Tiếp theo là vòng hoa của Hội Ai Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký, xin chuẩn bị. Và tiếp theo là vòng hoa của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Trương Vĩnh Ký. Tiếp theo xin mời vòng hoa của Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt, chuẩn bị. Chúng
Với tà áo xanh, chúng tôi xin được mời vòng hoa của hội ái hữu trường nữ trung học Lê Văn Duyệt lên khán đài. Tiếp theo là vòng hoa của hội võ binh Nam Cali, xin chuẩn bị. Chúng tôi sẽ được mời vòng hoa của hội võ bị Nam California lên khán đài. Tiếp theo xin mời vòng hoa hội hậu duệ quân nhân Việt Mỹ chuẩn bị. Và tiếp theo là vòng hoa của hội hậu duệ quân nhân Việt Mỹ lên khán đài màu đỏ tại Orange County và vùng phụ cận. Tiếp theo là xin mời vòng hoa của phong trào Việt Hưng chuẩn bị. Tiếp theo xin mời vòng hoa của hội lực lượng đặc biệt chuẩn bị. Vòng hoa hội ái hữu cựu học sinh Bưởi Chu Văn An chuẩn bị. Mời vòng hoa của Bảo tàng Viện Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo xin mời vòng hoa của Ủy ban xây dựng nghĩa trang quân đội Việt Nam tại Cộng Hòa Hải Ngoại chuẩn bị. Chúng tôi đang xây dựng nghĩa trang Biên Hòa Hải Ngoại lên sân khấu. Tiếp theo xin mời vòng hoa của hội ái hữu Tây Sơn Bình Định chuẩn bị. Tiếp theo xin mời vòng hoa của hội ái hữu học sinh Pleiku chuẩn bị. Ái hữu Biên Hòa lên sân khấu. Tiếp theo là vòng hoa của hội ái hữu Biên Hòa. Mời vòng hoa của phong trào Việt Hưng lên sân khấu. Chúng tôi xin được mời vòng hoa của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lên sân khấu. Đây là vòng hoa của ông toàn thể quý hội đoàn đã thể hiện cái tinh thần hướng về tổ quốc nhân ngày đau buồn của dân tộc và đã ứng vòng hoa để thể hiện cái tấm lòng đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các hội đoàn. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị trong ban tế lễ và văn tế chuẩn bị lên sân khấu cho nghi thức nghi lễ dân hương. Chúng tôi xin được mời.
Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2014, Hoa Kỳ Quốc Cali tiểu bang Orange quận Westminster thị xã, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thủ đô người Việt tị nạn. Nhân ngày quốc hận năm thứ 44, chúng tôi tập thể người Việt quốc gia tề tụ về đây, thành tâm thiết bày hương ngang dân nén hương thơm cẩm bạc. Nhớ năm xưa dấu chân hằn đậm mặt buồn trốn rừng sông, tàu chiến xế đời sóng bạc ngoài biển cả, theo gốc tiền nhân dựng nước nghiệp năm chồng chất gian nan, tiếp tay tổ phụ giữ nhà bao thế hệ cao dày vất vả. Nhờ hồn thiêng tổ quốc độ trì sớm tối, khi xây dựng lòng vẫn yên lòng, bởi khí hùng giang sơn hung đúc đêm ngày, lúc chiến đấu giả càng ấm dạ. Chớ kêu thay thời tàn thế giới an bài ai sắp, bạn đồng minh nhẫn tâm phản bội bỏ cuộc quốc lập, thế trận quốc gia kể xuống người lên người lãnh đạo thiện chí trung mưu tao thành ngẫm bạc. Ngẫm người thấy tình đồng bào hồn phách còn mang nợ tổ quốc xác thân đã cả, lòng ngẫm người trước cảnh gia văn máu sụp sôi trong cơn quốc phán, nghĩa khí thầy chúng ta dốc lòng bảo quốc mang, xả tắc qua cảnh nhục nhằn. Chúng tôi xin cảm ơn ban tế lễ và ban văn tế.
Thế Chí Tôn Chí Thánh, hôm nay cùng với toàn thể dân Việt trên khắp thế giới hướng về biến cố đau thương ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tranh đấu để bảo vệ cho nền độc lập tự do của Việt Nam trước đây. Cầu nguyện cho các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh hùng vô danh đã vì Tổ quốc lâm nguy mà anh dũng đổ máu đào để bảo vệ cho nền hòa bình và thịnh vượng cho toàn dân Việt Nam Đã tuấn tiết vì đại nghĩa, không tiếc gì thân sống. Trong cơn bão tố sớm sáng hãy hùng chiều nắng xoay xoay vết tích hàng sâu con thuyền vô định mang nhiều hy vọng tự do đón chờ người lúc đi nhân loại nhìn không biết về người còn xa nhìn chung hóng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.